Thôn Na Lo, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà có cảnh quan môi trường làng bản sạch đẹp với trên 70 hộ dân sinh sống, trong đó hơn 60% là dân tộc Tày cư ngụ lâu đời. Bản sắc văn hóa Tày được thể hiện khá đậm nét trong sinh hoạt văn hóa như lễ hội xuống đồng, hội xòe cùng nhiều món ăn ẩm thực khác. Việc gìn giữ kiến trúc nhà sàn độc đáo của dân tộc Tày cũng là điểm nhấn thu hút du khách khi đến đây. Na Lo cũng là thôn phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp đặc thù như cây ăn quả ôn đới, rau bản địa, trong đó nổi bật là cây mận tam hoa. Hiện Na Lo là thôn kiểu mẫu về xây dựng nông thôn mới. Từ những lợi thế này mà cách đây nhiều năm, một số hộ dân ở Na Lo đã mở dịch vụ du lịch homestay phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch. Một lần được đến với Na Lo, tìm hiểu về cách người Tày ở đây làm homestay để hiểu thêm về con người và vùng đất thân thiện này. Chị Vân, em được biết là thôn Na Lo mình thì có rất là nhiều hộ gia đình người Tày làm homestay và hôm nay đến đây thì em rất là muốn được tìm hiểu. Thì chị có thể giúp em được không ạ? Dạ vâng, em rất là sẵn sàng ạ. Vâng, nhà mình thì làm homestay được lâu chị ạ? Với chị là nhà em làm được gần 2 năm rồi chị ạ. Dạ vâng ạ. Em thấy là homestay nhà mình thì trước đây thì vẫn là nhà sàn truyền thống đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chắc là mình cũng mới xây thêm cái khu bao quanh ở dưới tầng 1 này phải không ạ? Dạ vâng, vì trên này thì lạnh quá thì em cải thêm là xây cái bao quanh để cho nó ấm ạ. Dạ vâng ạ. Chị Vân ơi, vậy từ đâu mà chị lại có ý định xây dựng homestay để thu hút du khách đến với nhà mình cũng như là để cho du khách đến đây nghỉ dưỡng ạ? Dạ vâng, chị là được tôi là một người dân ở địa phương ở đây, là một người dân tộc Tày, nhất là cái Bắc Hà đây là một tiềm năng đất du lịch ạ. Thì cái niềm đó là để làm cho tôi thức tỉnh để làm homestay. Thứ nhất là khi du khách đến đây được trải nghiệm rất là nhiều thứ theo các mùa. Thứ nhất là đến mùa mận, du khách có thể trải nghiệm đi hái mận cùng với người dân ạ. Như thời điểm hiện tại bây giờ là đi gặt lúa cùng với người dân ạ. Và có thể là đi làm những cỏ mận rồi là cỏ lúa. Vâng ạ. Được trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây đúng không ạ? Có thể là cũng nấu ăn cùng với gia đình những cái món dân tộc địa phương của chúng tôi ạ. Vâng, khi mà mình xây dựng homestay thì cũng mong muốn là thu hút du khách đến đây để mọi người mình giới thiệu cái nét văn hóa truyền thống của mình cũng như là cảnh sắc con người nơi đây đến cho bạn bè khắp nơi đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, việc xây dựng homestay này thì mình đã thực hiện được như chị vừa chia sẻ là được 2 năm rồi đúng dạ, không vâng, ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Vậy thì quá trình mà chị thấy là khi mà mình bắt đầu xây dựng homestay đến bây giờ thì mình có trải qua nhiều khó khăn đúng không ạ? Dạ vâng, thì cũng rất là khó khăn, lúc đầu là cũng nản lắm, đúng là chưa có cái niềm nào lại để thức tỉnh chúng tôi là vươn lên để làm homestay ạ. Nhưng mà về sau thì cũng nhờ cái sự bạn bè, hỗ trợ của bạn bè và tôi có quảng bá lên thì từ lúc đấy thì chúng tôi có đông khách hơn ạ. Dạ vâng, và cả cái sự quan tâm của chính quyền xã thì dạ luôn vâng. Tạo điều kiện cho mình đúng không ạ? Dạ để vâng. Phát triển đúng không ạ? Vâng vâng. Bây giờ thì em rất là muốn được tìm hiểu về homestay nhà mình thì chị có thể giúp em đi tham quan và giới thiệu cho em được không ạ? Dạ vâng ạ, mời chị ạ. Dạ. Điều dễ nhận thấy homestay này gây ấn tượng đó là không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, ngăn nắp và sạch sẽ. Đáng chú ý là những vật dụng được trang trí mang đậm nét văn hóa Tày, từ những chiếc đệm ngồi hay vật trang trí trên tường. Đây chắc chắn là điều mà du khách thích thú khi đến với Na Lo. Chị Vân ơi, khi mà đứng ở trên tầng 2 của ngôi nhà của mình thì em nhìn thấy cái không gian ở đây rất là khoáng đạt mà cái cảnh sắc thiên nhiên cũng rất là đẹp nữa chị Vân ạ. Dạ vâng. Chắc là khi mà mùa lúa chín thì ở đây còn đẹp hơn nữa đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Mùa lúa chín ở đây rất là đẹp, không gian nhìn rất là thoáng. Nhưng mà chắc hẳn là không chỉ mùa lúa chín đâu đúng không chị? Bởi vì khi mà mùa lúa còn người ta mới bắt đầu cấy lúa này hay là mùa mận thì chắc là cái không gian ở đây cũng lúc nào cũng có thể thu hút du khách đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Khi mà người dân ở đây họ trồng lúa xong thì họ sẽ trồng rau ạ. Sau đó sẽ được phủ một màu xanh dạ, vâng. Của rau đúng không dạ, vâng ạ? Và đến mùa xuân thì lại sẽ thấy màu trắng của hoa mận. Dạ vâng. Đấy, quanh năm khi mà du khách đến đây thì sẽ được tận hưởng trải nghiệm rất là khám phá rất là nhiều những vẻ đẹp của thiên nhiên. Dạ vâng ạ.
Chị Vân ơi, ngoài gia đình chị ở đây thì các hộ gia đình khác ở trong thôn mình ấy thì họ cũng xây dựng cái mô hình nhà nghỉ homestay này hay là sử dụng cái mô hình khác ạ? Ngoài cái homestay của tôi ra thì ở trong thôn đây có 9 homestay khác để cũng là mô hình giống như này ạ. À, dạ thế là vâng cũng ạ. Là cho du khách đến vâng. để trải nghiệm và khám phá và ở lại luôn đúng không dạ, ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Em đến đây thì thực sự là em rất thích cái không khí cũng như cảnh sắc thiên nhiên ở đây và em rất là muốn được ở đây một hôm để có thể trải nghiệm và tìm hiểu kỹ hơn cuộc sống của người Tày ở đây, thì chị Vân có thể cho em ở đây một hôm được không ạ? Dạ vâng. Khi bạn đến đây rồi thì cùng trải nghiệm cái không gian ở gia đình tôi ạ. Vâng, em rất là cảm ơn ạ. Thùy Anh thích ở cái không gian tập thể hay là ở với phòng riêng bên kia ạ? Nếu mà có phòng riêng thì hôm nay em đi một mình nên là dạ, em cũng vâng. rất là muốn được ở một cái phòng riêng để có thể thả lỏng mình cũng như là một mình có thể tận hưởng cái cảm giác cũng như là trải nghiệm những cái điều tuyệt vời ở đây chị Vân ạ. Dạ vâng ạ, thế tôi mời chị ạ. Dạ vâng. Đây là hai cái phòng riêng đây đúng không dạ, chị? Dạ vâng ạ. Khi dạ. Thùy Anh đến đây là cái phòng riêng đây, đây là cái bản sắc dân tộc của dân tộc Tày của đội mình. Đây là cái những cái hoa văn này là khi là vợ chồng trẻ cưới nhau ấy ạ, thì có những cái tấm này để trước để cho vợ chồng trẻ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau ạ. À, dạ, vâng, rất là ý nghĩa đúng không dạ, vâng, ạ? Đấy là ý nghĩa. Dạ, thế vâng. là khi mà trước cửa phòng thì em thấy là hầu hết trước cửa phòng của mình thì đều có những cái tấm rèm như thế này đúng không ạ? Dạ vâng ạ, để cho sự hạnh phúc vui vẻ thì dạ vâng ạ. Chị và wow, một cái không gian rất là ấm cúng và gần gũi thiên nhiên chị Vân ạ. Dạ vâng ạ. Ở đây thì em thấy có rất là nhiều những bức tranh thổ cẩm này cũng như là chiếc váy của người Mông nữa, thì có vẻ mình trang trí cũng rất là đa dạng đúng không ạ? Dạ vâng. Ngoài những cái phong tục như cái túi của người Tày của là mình với cả cái còn ném còn và cái những một cái mùa mà khi là Tết xong ạ thì dân tộc mình là xuống đồng ạ, thì cái còn này là cái vui chơi giải trí ạ. Và nữa là về cái ngoài những cái bản sắc dân tộc của bọn mình thì mình có thể mình sưu tầm một số cái trang phục như phân phục người Mông để trang trí cho căn phòng nó là ấm cúng ạ. Và khi mà du khách đến đây thì không chỉ được tìm hiểu một số nét văn hóa của người Tày mà còn được tìm hiểu cả những cái trang phục truyền thống của các dân tộc khác đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và chắc chắn là em sẽ lựa chọn căn phòng này để làm nơi mà mình sẽ nghỉ tối nay được không ạ? Dạ vâng. Bây giờ Thùy Anh nghỉ ngơi, tí nữa mình đưa Thùy Anh đi trải nghiệm cuộc sống của bà con nơi đây ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Vân ngày hôm nay rất là nhiều. Dạ vâng. Bây giờ em sẽ nghỉ ngơi một chút và một chút nữa thì em sẽ gặp lại chị đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ. Với tôi, không gian yên tĩnh như căn phòng này đã cho tôi cảm giác thoải mái và lãng mạn. Sau một chặng đường dài hay một thời gian làm việc căng thẳng, đến đây bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Và không gian rộng hơn ở bên ngoài sẽ phù hợp nếu bạn đi cùng bạn bè, người thân. Chắc chắn khi đến với homestay ở Na Lo, mỗi du khách sẽ có những cảm nhận và trải nghiệm thú vị cho riêng mình. Thì anh nghỉ ngơi có thoải mái không? Em cảm thấy rất là thoải mái chị Vân ạ. Cái không khí thì rất là mát mẻ và trong lành nữa nè. Em cảm giác gần như là những cái mệt mỏi của mình nó được xua tan hết ấy. Bây giờ là mình sẽ đưa Thùy Anh đi trải nghiệm cái cuộc sống của người Tày ở nơi đây. Vâng, em đang rất là háo hức đây, chị em mình sẽ cùng đi luôn chị Vân nhá. Chị ơi, chị đang sấy thóc để làm cốm đấy ạ. Vâng, sấy xong thì lấy đi ra ạ. Đây chị ơi, chị anh ngồi đi. Nhìn những cái hạt thóc như thế này chắc chắn là món cốm sẽ rất hấp dẫn đúng không chị Vân? Em đang bây giờ đang rất là háo hức là được làm cùng với các chị ở đây trải nghiệm để làm cốm, thì không biết có được không nhỉ chị Vân nhỉ? Được mà, tối nay là bắt đầu sấy xong, bắt đầu đãi xong là bắt đầu làm cốm đấy thì anh ạ. Làm cốm thì có khó không hả chị? Dễ thôi mà. Thế thì chắc chắn là em sẽ phải ở đây và học làm cốm mới được.
Vâng, đến thôn A Lo thì cho anh được trải nghiệm homestay này, được tận hưởng cái không gian cũng như cảnh sắc thiên nhiên và được tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Tày ở nơi đây. Và ngoài ra thì cho anh còn được tìm hiểu rất là nhiều điều thú vị, và trong đó thì có những cái món ăn truyền thống của người dân nơi đây nữa. Và chắc chắn rằng sẽ còn rất là nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta ở phía sau. Quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi những chương trình sau của chúng tôi nhé.